Cái gì vậy? Đúng rồi. Đúng rồi, nhớ nhẹ nhàng không? Rồi húng cao nè, húng cao, húng mừng, húng chừng, húng rút, húng cao luôn á. Ai mà cao hơn? Húng rồi, làm hay quá, húng lên. Húng rồi, húng lên. Húng rồi, hay quá. Hay quá. Rồi, giờ bên chết, giờ bên chết. Giờ bên chết, hay quá. Rồi, bây giờ không cứ tập tay. Đây đây, húng nè. Húng nè, đỡ đường để cho nó đá mặt nè, húng vô luôn, húng nè. Đó, húng rồi, đúng không? Húng mặt nè, húng nè, đúng không? Hiểu chưa? Nhậm nè, thủ là đó đúng không? Nhậm nè, thủ nè đúng không? Rồi bây giờ nha, bây giờ chúng mình chỉ nè, cùng chúng mình đánh cái con ní đầu xuống, rút đầu xuống, nè 1 2 3 nè, cúi đầu xuống, đó, không cúi vừa vừa rồi, nhìn chúng mình đánh này, đây nè, cúi cúi luôn, đó, vừa ý thôi, vừa nhưng mà mắt cứ nhìn chúng mình, vừa dưới đi cái em tay, nhìn chúng mình nè, đánh nè, cúi vậy thôi đó, vừa con đánh chúng mình này, đó, à, nhưng mà mắt nhìn lại đi, đánh nè, đánh nè. Đó, nhìn mắt nhìn lại, thủ đi. Thủ rồi, thanh thấp rồi, thanh thấp rồi. Vừa vừa thôi, tại dưới bên đâu, tại ngay chỗ này là được, con cúi xuống là vừa là vừa. Hiểu không? Nhưng mà giờ vị trí, về vị trí, gọi là đi theo tay, vừa về lại luôn. Đó, hiểu không? Rồi chúng mình tạc tay, nghỉ, đúng rồi, nghỉ. Tay này, nghỉ, đúng rồi, thủ lên lại. Đứng tấm này, chúng mình dậy, đứng tấm là sao? Đứng tấm lại, đứng tấm không tí lên, đó, tí lên, đứng tấm lại. Đứng tâm thức trong đó. Mày dài đó. Đúng rồi. Đó, không tí là thấy không? Không tí là thấy không? Đó, đứng tâm lại. Không có giỡn nha, thì là không giỡn. Cứ lộn mà. Không tí. Tí được rồi, tí rồi. Đứng tâm lại, đứng lại. Đứng lại. Rồi quýnh á. Ý. Đó, thủ mặt. Thủ mặt, thủ mặt, thủ mặt, thủ hết. Thủ bộ này nè. Từ nãy là quýnh, quýnh. Nè, để quýnh này. Quýnh này không có gì, thủ mà. Thủ đưa ra đi. Hiểu không? Đưa tay nè. Đưa tay, đưa tay, đưa tay nè. Quýnh nè, thủ rồi thủ né nè, né nè, một né nè, né cú xuống nè, nè né đó, được né đó, hàng quýnh rồi á, né là gì nha, né nha, được.